Rồi, vô đây được rồi. Mồ hôi một cây đổ quá. Rồi coi chuối nè mọi người. Đó, chuối á. Chuối cả nhà thấy ngộ không? Đó. Cái cây chuối nằm bên nhà ta. Mà cái hoài chuối á nó bay qua bên nhà mình. Hoài chuối bên đây mà cây bên kia. Trời ơi trời. Này là sao ta? Phải chia đôi à? Chia đôi, chắc chia rồi. Đôi là chắc rồi đó. Anh cái gì? Trời ơi, hồi nãy anh nói chuối đó chia đôi. Chia đôi mà tại vì sát hàng rào quá em không dám nói chia đôi là chia làm sao. Trời ơi, có nhiêu đó mà cũng không biết nữa. Ừ. Người ta lấy gốc, mình lấy ngọn. À, có nghĩa là người ta lấy cây chuối, còn mình lấy hoài chuối đúng không? Đúng rồi.